Yên Thế, Bắc Giang, vùng đất Điện Linh nhân kiệt gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, một kiệt tác của thiên nhiên với những dãy núi trùng điệp cùng những dòng sông, dòng suối thơ mộng. Và vùng đất ấy đang chào đón một dự án xanh đẹp như tranh vẽ, một không gian sống tinh hoa dành cho cộng đồng cư dân. Dự án khu đô thị Phồn Xương Central Park tọa lạc tại trung tâm kinh tế chính trị của thị trấn Phồn Xương, Yên Thế. Dự án là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên với môi trường sinh hoạt của cư dân, xen kẽ là những khoảng xanh của công viên và hàng loạt dịch vụ tiện ích, xứng đáng là nơi an cư chốn lạc nghiệp lý tưởng. Với vị trí cực kỳ đắc địa, nằm ngay tại nút giao cắt giữa hai tuyến đường trung tâm của thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là nơi kết nối giao thương của địa phương và các xã, huyện lân cận. Nằm sát mặt đường quốc lộ 17, dự kiến tương lai đây sẽ là tuyến đường huyết mạch của huyện Yên Thế nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Dự án giáp công ty may Yên Thế với quy mô hơn 3.000 công nhân, có hệ thống trường học liên cấp tọa lạc ngay trong dự án, cách Ủy ban Nhân dân xã Phồn Xương khoảng 200m, cách trung tâm thị trấn Nhã Nam, bến xe Yên Thế khoảng 1,5 km. Một kết nối vùng vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động an cư, sản xuất, kinh doanh, học tập, giao thông. Tổng dự án với quy mô hơn 116 hectare được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gần 20 hectare hiện đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ từng nền. Giai đoạn 2 33,75 hectare dự kiến cuối năm khởi công xây dựng. Giai đoạn 3 dự kiến tầm nhìn năm 2025. Diện tích linh hoạt từ 80 đến 180m2, điều này đồng nghĩa quý vị có nhiều sự lựa chọn để phù hợp với túi tiền, nhu cầu và dễ dàng kiến tạo không gian sống lý tưởng. Dự án còn tích hợp rất nhiều tiện ích nội khu như trung tâm thương mại dịch vụ, trường mầm non, trung học cơ sở, nhà văn hóa, trung tâm y tế, sân chơi thể thao, bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, với 5,7 hectare dành cho công viên, hồ điều hòa và cảnh quan trang trí cây xanh sẽ tạo ra một hệ sinh thái trong lành, xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho một chốn an cư bình yên với không gian sống xanh tiện nghi hoàn hảo mà ai cũng mong muốn trở về sau những xô bồ ổn á của cuộc sống. Khu đô thị Phồn Xương Central Park đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của một không gian sống xanh, năng động. Cùng lúc đó, sở hữu những khu vực khác biệt tạo nên một tổ hợp đô thị phồn thịnh tại Yên Thế nói riêng và Bắc Giang nói chung. Với những giá trị tiện ích như vậy, khu đô thị Phồn Xương Central Park hứa hẹn là một cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội trong thời điểm hiện tại và tương lai. Một trong những yếu tố tiên quyết để giảm thiểu tối đa rủi ro cho các nhà đầu tư đó chính là pháp lý. Pháp lý dự án đầy đủ, rõ ràng, hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, giá ưu đãi dành cho quý khách đặt mua lên tới 3,5% cùng vô số quà tặng hấp dẫn lên tới 110 triệu đồng. Với nhiều giá trị tiện ích và lợi thế như vậy, hứa hẹn với quý khách một cơ hội đầu tư, an cư tuyệt vời, xứng đáng với giá trị gia tăng của dự án. Khu đô thị Phồn Xương Central Park sống trọn vẹn trong miền tinh hoa.